Vậy ở đây chúng ta sẽ có trừu tượng là gì? Tức là một cái phương thức mà tại thời điểm chúng ta xây dựng cái lớp đó, đó là chúng ta chưa biết xử lý nó làm sao. Chưa biết cách xử lý. Ví dụ như là cái lớp lấy điểm, sau đó mình muốn là dựa vào cái điểm trung bình mình sẽ có được xếp loại của sinh viên giỏi khá trung bình yếu. Nhưng mà tại cái lớp cơ bản á là sinh viên là mình không biết điểm của các bạn là gì. Tại vì sinh viên IT điểm khác, sinh viên biết điểm khác, sinh viên marketing khác. Cho nên chúng ta sẽ chờ cái phương thức tính điểm thì chúng ta mới xếp loại được. Được chỗ này chưa? Nhưng mà có phải là cái xếp loại này là chung không? Chung. Sinh viên nào cũng xếp loại giống nhau. Bởi vì có điểm trung bình thì có xếp loại. Nhưng mà tại thời điểm mà chúng ta viết cái class sinh viên á là không có điểm trung bình. Kịp chỗ này không nè? Nếu như bạn cho điểm trung bình thì tôi xếp loại được. Nhưng mà tại thời điểm đó là không có. Cho nên mình giả sử có điểm trung bình. Được không? Giả sử có điểm trung bình thì mình sẽ xếp loại. Như vậy thì mình sẽ ví dụ về cái slide 7. Mình nêu một cái folder. Chỗ này là trừu tượng. Trừu tượng. Slide 7 trừu tượng. Ví dụ mình nêu một cái class là sinh viên. Cái này là thầy làm từ đầu luôn. Một cái class sinh viên. Những bạn nào mà chưa biết tạo class, chưa biết tạo thuộc tính, chưa biết phương thức thì vui lòng nhìn kỹ lại giúp thầy. Đến giờ này thầy bảo là tạo cho thầy một cái class, các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Và cái này chúng ta cũng làm rất là nhiều lần. Như vậy đối với lại một bạn sinh viên thì chúng ta sẽ có là string mã sinh viên. Rồi chúng ta sẽ có string họ tên. Đây là hai thông tin mình có trước. Vậy ở chỗ này mình sẽ viết một phương thức liên quan đến việc là khởi tạo không tham số. Khi thầy chấm bài, thầy hỏi phương thức khởi tạo đâu, các bạn không biết chỉ phương thức nào cả. Phương thức khởi tạo là không có kiểu trả về. Public rồi đến tên của class luôn. Không có kiểu trả về. Gọi là phương thức khởi tạo. Bây giờ mình sẽ viết một phương thức liên quan đến việc xếp loại sinh viên. Ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ viết phương thức xếp loại sinh viên. Thì khi xếp loại xong theo các bạn nó sẽ trả về kiểu gì? Giỏi khá trung bình yếu string xếp loại get xếp loại. Như vậy cái xếp loại này hiện nay cái sinh viên thầy cố tình là không có bất kỳ một con điểm nào hết, thấy không? Không có bất kỳ một con điểm nào hết. Vậy bây giờ xếp loại kiểu gì đấy? Không có điểm sao xếp loại hả? À, như vậy nếu bạn cho tôi điểm, nếu bạn cho tôi điểm thì tôi sẽ xếp loại được. Như vậy thì cái nếu đó là đây. Ở chỗ này chúng ta sử dụng một cái từ khóa là giả sử. Giả sử là từ khóa abstract. Giả sử. Được chưa? Như vậy ở chỗ này mình có một cái phương thức get điểm trung bình và mình sử dụng abstract. Ở trên này mình sẽ có một cái phương thức là public get điểm trung bình, mình trả về kiểu double đi. Get điểm trung bình mở ngoặc đóng ngoặc
Tại vì sao thầy không enter xuống? Get điểm trung bình. Và phương thức này của chúng ta không có dữ liệu. Giờ đâu có điểm đâu mà get. Vậy thì chỗ này mình nói giả sử như, tức là áp chắc. Giả sử như, được chưa? Giả sử như tôi có điểm trung bình, thì đặc biệt cái phương thức này các bạn, là các bạn không có mở ngoặc, đóng ngoặc, mà các bạn sẽ kết thúc dấu chấm phẩy ngay đây luôn. Nó đặc biệt của một cái phương thức áp chắc. Tức là phương thức này không có ruột nha, không có nội dung, không có code. Phương thức này chỉ nêu cái tên thôi. Tức là đối với sinh viên thì sẽ có điểm trung bình. Nhưng mà tại thời điểm này thầy không biết điểm trung bình của bạn này là gì cả. Chưa có điểm mà. Không biết. Cho nên thầy giả sử như đã có điểm. Được chưa nào? Và với phương thức mà có cái abstract thì nó phải nằm trong một cái class abstract. Như vậy, khi mà bạn thêm một cái phương thức abstract thì trên này bạn phải đổi lại thành một cái class là abstract, là nó hết lỗi. Vậy khi nào mình viết một cái class abstract, nếu như bên trong chúng ta có một phương thức là abstract, là phương thức trừu tượng. Trừu tượng là gì? Là mình tưởng tượng trong tương lai nó sẽ được tính. Còn tính kiểu gì không biết. Tính kiểu gì không biết. Rồi. Như vậy khi mà mình đã có điểm rồi thì chỗ này mình làm gì? Nếu get điểm mà nhỏ hơn 5 thì làm sao? Return yếu. Còn không, nếu get điểm mà nhỏ hơn 6.5 thì return trung bình. Nếu get điểm mà nhỏ hơn 8 chẳng hạn thì return khá. Còn không return giỏi. Như vậy chúng ta đã có được hàm xếp loại. Nếu như bạn cho tôi điểm thì tôi sẽ biết bạn loại gì. Kịp chỗ này không? Đó là trừu tượng. Như vậy cái class này chúng ta quản lý mã sinh viên và tên sinh viên. Không hề có điểm. Không có điểm gì đây hết. Nhưng chúng ta cũng viết được gì? Xếp loại. Được không nào? Và đặc biệt là nếu như chúng ta tạo cái trừu tượng main và chúng ta khai báo một cái biến là sinh viên ở đây, chúng ta khai báo một cái biến là sinh viên ở đây, sinh viên cách ra enter sv bằng new sinh viên. Nó bảo là phải viết lại điểm. Thấy chưa? Nó không giống mấy bữa gì hết trơn á. Mấy hôm thì mình cứ khai báo sinh viên bình thường đúng không? Còn bây giờ nó bảo là muốn sử dụng thì phải làm gì? Viết lại cái get điểm cái. Tại vì get điểm hồi nãy nó không hiểu. Bây giờ bạn muốn dùng thì phải viết lại get điểm. Được chưa? Nó giống cái gì ta? Nó giống cái phần so sánh đúng không?
comparator. Lúc mà mình khai báo comparator cái nó biểu viết lại cái compare to. Như vậy ở chỗ này đối với lại sinh viên chúng ta không xài trực tiếp như thế này. Bởi vì có xài cũng có xài được gì đâu. Được không? Cho nên tại trường hợp này chúng ta chưa cần phải xài cái sinh viên ở đây, mà chúng ta sẽ nêu một cái ví dụ như là sinh viên IT, sinh viên ứng dụng phần mềm, ứng dụng phần mềm, ví dụ như vậy. Thì đối với lại sinh viên ứng dụng phần mềm này, chúng ta sẽ kế thừa từ đâu? À, chúng ta sẽ kế thừa từ sinh viên. Vậy khi chúng ta kế thừa từ sinh viên, nó sẽ báo rằng trong cái sinh viên này nè, nó có một cái class là abstract và trong đó nó có một cái hàm là abstract. Cho nên nó biểu mình là viết lại những cái phương thức abstract ở bên trong sinh viên thì mới xài được. Như vậy mình import cái này vào. Get điểm. Vậy đối với lại sinh viên công nghệ ứng dụng phần mềm thì mình sẽ có điểm gì? Ví dụ điểm double, điểm Java 1, double điểm Java 2. Như vậy mình có hai cột điểm. Vậy lúc này get điểm, giả sử mình tính trung bình cộng của hai cái này thì nó sẽ bằng gì? Return điểm Java 1 cộng điểm Java 2 chia 2. Như vậy mình có được điểm chưa? Có điểm chưa? Có rồi. Bây giờ thay vì nhập thì thầy sẽ chèn phương thức khởi tạo cho nó nhanh. Chèn phương thức khởi tạo. Thầy chèn phương thức khởi tạo có sử dụng sinh viên. Và lúc này thì nó sẽ chèn điểm Java 1, Java 2 ở trước. Nhìn nó không có quen ha. Mình chuyển cái này ra phía sau đi. Họ tên, mã số sinh viên, phẩy, điểm Java 1, Java 2. Rồi gọi super, mã sinh viên, họ tên. Java 1, điểm Java 1, Java 2, điểm Java 2. Chỗ này kịp không? Không sao, nhanh cái gì? Các bạn cứ mạnh dạn đi. Nhanh chỗ nào? Sinh viên ứng dụng phần mềm được kế thừa từ sinh viên. Và khi kế thừa, nếu trong trường hợp mà mình chưa viết lại cái phương thức get điểm thì nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ báo lỗi lý do là phương thức này bên kia là không có ý nghĩa. Abstract là không có ý nghĩa, không có code. Nó chỉ có giả lập để cho cái xếp loại nó làm việc thôi. Được không? Vậy thì bên này mình phải viết lại. Còn hai cái phương thức này thì phương đối với class nào nó cũng có mà. Phương thức khởi tạo thì lớp nào cũng có. Mình làm khởi tạo để làm cái gì? Để tí nữa mình chèn cho nhanh. Tí nữa mình nêu sinh viên cho nó nhanh. Được không? Bây giờ ở bên này đối với lại cái lớp sinh viên, thầy có thể viết trước được một cái nữa là gì? To string. Thầy có thể viết luôn cả cái to string bên này. Tức là xuất ra tên, họ, xong rồi xuất ra điểm trung bình và xếp loại luôn. Đó. Cộng với chỗ này họ tên xong. Cộng với điểm trung bình. Mình để 2 chấm đi ha. Họ tên mình cũng để 2 chấm luôn.
mã sinh viên, họ tên, điểm trung bình. Và mình sẽ cộng thêm một cái nữa là gì? Xếp loại. Mặc dù bây giờ mình chưa biết điểm trung bình là gì, thì chỗ này mình sẽ là get điểm trung bình. Chỗ này get xếp loại. Đấy. Như vậy tại đây mình đã có được cái toString luôn. Mặc dù mình chẳng biết điểm là gì hết, mà mình nói như thiệt vậy đó. Get điểm trung bình rồi. Và mình có thể viết một cái hàm là print, hoặc là một cái hàm xuất. Xuất. Và cái hàm xuất của chúng ta thì có nhiệm vụ là x out cái toString ra hết. Như vậy đối với lại những cái phương thức này khá là quen thuộc đối với chúng ta. Mã số sinh viên, họ tên, điểm trung bình, xếp loại. Rồi chỗ này chúng ta sử dụng nè, viết lại nha. Các bạn sẽ chú ý cái chỗ viết lại, mã số sinh viên, họ tên, điểm, xếp loại. Bây giờ bên này, lúc nãy mà mình sử dụng cái lớp sinh viên này là không được rồi. Nó bảo là cái lớp mà get điểm là không có, cho nên yêu cầu mình phải viết. Bây giờ mình không có dùng sinh viên mà mình dùng sinh viên ứng dụng phần mềm. SV ứng dụng phần mềm bằng new sinh viên ứng dụng phần mềm. Và chúng ta sử dụng ở dưới này để chúng ta nhập liệu cho sinh viên này luôn. Mã sinh viên, chúng ta dùng PS18201, họ tên Nguyễn Thị Hoa, điểm Java 1 9.3, điểm Java 2 6.8. kết thúc. Như vậy mình đã khởi tạo được một sinh viên ứng dụng phần mềm chưa? Rồi ha. Bây giờ sinh viên này chúng ta gọi, và chúng ta gọi phương thức xuất. Xuất chạy. Sinh viên ứng dụng phần mềm của chúng ta, mã số sinh viên, họ tên, điểm trung bình 8.05. Mình nhập vô 9.3, 6.8. Tính ra điểm trung bình cho mình 8.05. Xếp loại giỏi. Xếp loại này là ở đâu? Ở bên sinh viên. Điểm trung bình này được tính ở đâu? Sinh viên ứng dụng phần mềm. Được chưa? Đó là trừu tượng. Nó rất là hay. Nghĩa là cái gì chung thì mình viết trước. Ví dụ xếp loại mình viết trước. ToString mình viết trước. Xuất mình viết trước. Muốn viết xuất phải có ToString. Mà muốn viết ToString thì phải có xếp loại, có điểm. Mà muốn có xếp loại thì phải có điểm. Mà muốn có điểm thì phải có môn học. Mà hiện nay không có môn nào hết. Thì mình giả sử đã có điểm. Abstract là giả sử đã có điểm. Được chưa? Trừu tượng. Trừu tượng. Tức là mình giả lập tại thời điểm này có cái dữ liệu đó. Còn sau này nó tính làm sao thì tính tiếp. Được ha? Đó. Ví dụ như là bạn nào mà tính nữ á, thì tính là mai mốt em đi lấy chồng. Còn chồng em thế nào thì tính tiếp. Còn khi mà em có chồng thì bố em sẽ cho 2 cây vàng. Đó, cứ tính vậy trước đi. Đó là trừu tượng. Được chưa? Còn khi em đi lấy chồng thì bố em sẽ có quả hồi môn. Mà hồi môn bằng cái gì thì không biết. Để đó là trừu tượng. Lúc đó mà bố giàu thì hồi môn nhiều, mà bố không giàu thì hồi môn ít. Đúng không? Thì đó là trừu tượng, nhưng mà có không? Có. Rồi.
Bây giờ mình sẽ có một cái class khác, không phải là sinh viên ứng dụng phần mềm nữa, mà mình sẽ có lớp của mình là lớp gì đây? CB. À, mình sẽ có một cái lớp sinh viên lập trình Mobi. Lập trình Mobi. Mình cũng sử dụng từ sinh viên. Và tất nhiên mình phải làm gì chỗ này? Khi mình kế thừa từ sinh viên thì nó sẽ báo là gì? Có một phương thức đang là trừu tượng, cần chúng ta viết lại ghép điểm trung bình. Mà tại thời điểm này chúng ta muốn tính được điểm trung bình cho sinh viên lập trình Mobi thì chúng ta sẽ có điểm cho bạn này là điểm của Android cơ bản, điểm của Android nâng cao. Ví dụ như vậy, bạn sẽ có 2 điểm Android cơ bản và Android nâng cao. Vậy đối với bạn sinh viên lập trình Mobi thì chúng ta sẽ return về điểm cơ bản và nâng cao cộng lại chia 2. Tùy các bạn tính điểm thôi, thầy chỉ ví dụ. Còn các bạn muốn tính kiểu gì là cái quy định của các bạn để các bạn tính. Còn thầy chỉ tính cơ bản là thế, cách tính đơn giản. Vậy đối với lại bàn này, mình cần làm gì thêm không? À, mình chỉ cần chèn 2 ký phương thức khởi tạo. Để cần thì mình dùng thôi, chứ không cần gì thêm cả. Đến thời điểm này là mình chưa cần gì thêm hết. Và tương tự như vậy, 2 cái điểm mình đưa ra sau cho nó dễ nhìn, dễ theo dõi. Rồi, như vậy mình đã xong cái class của sinh viên lập trình Mobi. Được không? Đặc biệt chỗ này, sinh viên lập trình Mobi. Nếu như chỗ này thầy khai báo là sinh viên lập trình Mobi, sinh viên lập trình Mobi bằng new sinh viên lập trình Mobi, mã sinh viên của các bạn là PS mấy? PS 2 hả? 34606 của ai? 34606 của bạn Nguyễn Mộng Mơ. Điểm 8.7, điểm nâng cao 7.9, điểm nâng cao 7.9. Và ở đây thầy sẽ có sinh viên lập trình Mobi chấm xuất. Nhìn kỹ ha. Như vậy mình đã có được 2 bạn đều xếp loại giỏi. Bây giờ mình thử một bạn, chỗ này không phải là 9.3 mà là 3.9, do hồi nãy nhập nhầm. Rồi xếp loại trung bình. Được không? Xếp loại trung bình. Bây giờ cái hay ở chỗ này, nếu như bạn khai báo là sinh viên, chỗ này là sinh viên ứng dụng phần mềm. Nãy thầy quên, sinh viên ứng dụng phần mềm. Và ở dưới này là sinh viên ứng dụng phần mềm, sinh viên lập trình Mobi. Thì quá đơn giản đúng không? Bây giờ thầy muốn sử dụng một cái Arrayless. Sử dụng một cái Arrayless mà chứa cả 2 kiểu sinh viên này luôn.
Chứ còn biến ở trên là khai báo ứng dụng phần mềm thì chứa ứng dụng phần mềm, ở dưới là lập trình Mobi, chứa lập trình Mobi là quá bình thường rồi. Bây giờ thầy cần một cái array list mà chứa cả hai luôn. Ví dụ danh sách sinh viên. Thì ở đây thầy sẽ ghi cái gì chỗ này? Kiểu dữ liệu là gì? Sinh viên. Kiểu dữ liệu là sinh viên. Thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng array list. Đó, lập trình sinh viên. Bây giờ chúng ta nhập vào. Và chúng ta muốn nhập sinh viên nào thì nhập. Tùy mình. Muốn nhập IT, ứng dụng phần mềm nhập. Muốn nhập cái nào cũng được hết. Như vậy chỗ này các bạn sẽ khai báo một cái biến là sinh viên. Ví dụ như là bạn sẽ lặp lại nhiều lần để bạn nhập. Ví dụ như bên này chúng ta sẽ làm một cái hàm nhập cho sinh viên. Viết một cái hàm nhập. Hàm xuất xong rồi, bây giờ viết hàm nhập. Public void nhập. Scan, muốn nhập phải có scan. Bằng new scan stem chấm in chấm phẩy s out. Bây giờ bạn nhập gì? Nhập gì đây? Nhập mã số. Mã số sinh viên. Thì mã sinh viên sẽ bằng scanner.netline. Mã số sinh viên.netline. Nhập vào tên. Tên sinh viên. Chỗ này họ tên. Rồi, mình mới chỉ nhập được mã và họ thôi, họ tên thôi. Vậy bên sinh viên ứng dụng phần mềm, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải viết lại phương thức gì? Phương thức nhập insert code override method nhập. Còn xuất là không cần, xuất không cần viết lại. Vậy cái nhập chỗ này thì ở cha chúng ta đã nhập được gì rồi? Bên cha chúng ta đã nhập được mã số. Vậy chúng ta copy cái này qua bên này, chúng ta sẽ viết tiếp. Rồi chúng ta có scanner, chúng ta sẽ nhập vô đây là gì các bạn? Điểm gì? Điểm Java 1. Rồi đặc biệt chỗ này nè, mấy hôm nay chúng ta làm mà nó bị trôi lệnh đúng không? Trôi lệnh là do nhập chuỗi hay nhập số mà nó trôi lệnh? À, nhập số. Nguyên nhân là do nhập số. Cho nên khi mà chúng ta lấy, ví dụ như chỗ này của chúng ta là điểm Java 1, chúng ta sẽ net double. Thì khi mà mình nhập vô số, ví dụ như là 1, 2, ví dụ như là mình nhập vô là 5.7 đi, thì khi các bạn nhập vô 5.7 rồi bạn nhấn thêm gì? Enter. Vậy cái bạn mà Java 1 nè, bạn chỉ lấy 5.7, bạn nhả cái Enter ra cho nó trôi lơ lửng bên ngoài á, thì khi mà nó gặp cái lệnh tiếp theo á là nó hỏi là bạn nhập có tiếp tục không đi, mình chưa kịp nhập, có nó lấy cái bộ nhớ đệm
còn lại, bộ nhớ tạm còn lại của cái hàm nhập á là cái gì? Cái dấu enter, cái nó thảy vô là nó trôi lệnh. Bây giờ mình làm vậy hết trôi nè, cái lệnh mà scan netline là nó nút luôn dấu enter luôn, nó kèm cái dấu enter vô chuỗi luôn, được không? Cho nên cái chỗ này mình đổi lại scan double thành double chấm back double và scan chấm netline netline. Tức là mình nhập vô 123 hay là 7.9, 7.5 nhưng ở dạng chuỗi netline, mà ở dạng chuỗi. Sau đó mình lấy double để mình ép cái chuỗi đó thành số. Như vậy cái lệnh netline này nè là coi như nó nút luôn cái dấu enter của mình luôn. Thì sau khi ra khỏi cái lệnh này là không còn cái gì trôi nổi hết. Thì tất cả những cái lệnh mà trong bài của các bạn chuyển kiểu nhập net in, net line, xin lỗi, net in, net double, net plot rồi gì đó, bạn thành net line hết. Rồi sau đó bạn muốn ép qua cái gì đó, ép. Dễ hơn. Được không? Kịp chỗ này không? Rồi, như vậy sau này nó sẽ không bị trôi lình nữa nha. Tương tự như vậy thì các bạn nhập điểm Java 2. Và ở đây chúng ta có điểm Java 2 cũng netline luôn. Double, path double. Như vậy chỗ này nó sẽ không bị trôi lình nữa. Bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ viết cho sinh viên. Đây, chúng ta sẽ viết lại phương thức nhập. Và tại đây chúng ta cũng insert cái code vào để nhập thêm mấy cái thông tin thiếu. Chỗ này thì không có điểm Java 1 mà sẽ có điểm cơ bản và điểm Android nâng cao. Điểm nâng cao. Điểm cơ bản và điểm nâng cao. Và chúng ta đã có hàm nhập cho sinh viên lập trình Mobi. Kịp không? Bây giờ mình sẽ do while, mình nhập cho đến khi muốn kết thúc thì nhấn chữ K. Thì chỗ này mình sẽ gõ gì đây? Cho đến khi không phải scanner, mình đưa scanner vô. Cho đến khi không phải scanner net line chấm equal với k thì lặp lại. Lặp cái gì? Chỗ này chúng ta hỏi có tiếp tục không? Có không? Chấm hỏi. Rồi trước đó chúng ta làm gì nữa? Chúng ta có cái danh sách sinh viên. Trước đó chúng ta sẽ nhập sinh viên. Vậy chúng ta sẽ hỏi là nhập sinh viên ứng dụng phần mềm hay nhập sinh viên? À, của lập trình Mobi. Thì chúng ta hỏi trước rồi chúng ta nhập. Đúng chưa? Như vậy phía bên trên này các bạn sẽ khai báo cho thầy một cái biến sinh viên. Sinh viên nha, được không? Sinh viên hay là sinh viên tạm? Sinh viên SV bằng null. Không lỗi nha, đặc biệt chỗ này.
Nếu như bạn lấy mà sinh viên SV mà bạn new sinh viên thì nó lỗi. Nhưng mà bạn khai báo sinh viên SV bằng null, tức là tôi chỉ mới ghi cái tên biến thôi, tôi chưa gán gì hết, chỉ mới gọi tên thôi, chưa có đặt để cái gì hết trơn ấy. Xuống đây hỏi một cái, bạn nhập sinh viên ngành nào, đúng không? Ví dụ như mình nói chọn ngành, chọn ngành. Vậy làm sao để chọn đây? 1, 2 đi cho nó dễ, đúng không? Chọn ngành 1, 2. 1 thì ứng dụng phần mềm, 2 thì lập trình mobile. Rồi xuống đây mình sẽ kiểm tra thử là cái gì. Như vậy chỗ này mình sẽ shift key đi cho nó dễ. Shift cái gì? Mình nhập vô một số 1 hoặc 2. Phải nhập vô 1 hay 2 đã. Nhập vô 1 hay 2 để chọn cái đã. Bình thường thì chúng ta muốn, chúng ta sẽ khai báo một cái biến in. Chọn chỗ này sẽ bằng gì? Scanner chấm net. Bình thường là net in, đúng không? Bây giờ mình đổi chiêu, mình sẽ là gì? Integer chấm path, path in scan chấm net line. Mình đổi chiêu để nó không bị trôi lình nữa, đúng không? Bây giờ mình không thích ghi chọn, mình đẩy nguyên cái cụm này vô đây được không? Khai báo thêm biến làm gì cho mệt, thì nó chỉ có xài có lần một này mà. Đó, còn không thì bạn có thể là khai báo cái biến chọn này ở bên ngoài vòng do, sau đó chọn sẽ bằng, và xuống đây chọn. Nếu chọn bằng 1 thì làm gì? Chưa nhập. Thì cái SV của mình hồi nãy đã được new cái gì chưa? Chưa. Mình sẽ new sinh viên gì? Nếu chọn bằng 1 là sinh viên gì? Ứng dụng phần mềm. Và chỗ này mình sẽ gọi sinh viên chấm nhập. Rồi làm gì nữa? Danh sách sinh viên chấm add, đưa nó vô. Được không? Nếu như chọn là 2 thì làm gì? Nếu là chọn là 2 thì sao? Sinh viên bằng new sinh viên, lập trình mobile. Rồi xuống đây sinh viên nhập, sinh viên vô thoát. Còn nếu như chỗ này thì bạn muốn, thì bạn sẽ viết thêm chỗ này là chọn sai ngành, rồi chọn lại. Nhưng mà ở đây là chưa chọn lại nha, mình mới chọn sai ngành cái mình thoát, chứ mình chưa có chọn lại gì hết. Rồi tiếp tục không. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái đoạn code rồi đó. Đoạn code của chúng ta nhập nhiều sinh viên, nhập cho đến khi nào chán thôi. Đoạn này là nhập cho đến khi nào chán thôi. Bây giờ mình viết cái xuất luôn đi, để tí nữa nhập xong mình xuất ra. Thầy yêu cầu các bạn là for each, mà các bạn không biết đường for. Bây giờ danh sách sinh viên của mình là đang nằm ở đây. Kiểu dữ liệu của danh sách sinh viên này là gì? Là sinh viên. Thì chỗ này mình khai báo cái gì đây? Chỗ này là khai báo sinh viên. Ở bên trong đó nó chứa dữ liệu gì thì mình khai báo cái đó.
SV bằng 2 chấm danh sách sinh viên và danh sách sinh viên, danh sách sinh viên, sinh viên 2 chấm danh sách sinh viên. Convert for in, để từ xuất cái này coi, y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách sinh viên chấm size chấm phẩy y cộng cộng danh sách sinh viên chấm get in chấm xuất. Ok, danh sách sinh viên chấm xuất chạy. Là do hai cái bạn sinh viên mà hồi nãy mình chèn ở trên á, cho nên nó xuất trước nè. Bây giờ mình chọn ngành, ví dụ mình chọn số 1, nhập mã sinh viên là A, tên sinh viên là A, điểm Java 5, 6, tiếp tục 0. Đó, chọn ngành là 2, mã số sinh viên là B, 2. Mình bị gì không? Số 2 lập trình số 2 rồi, để mình bóc chỗ này coi tại sao nó không vô. Nhập chọn số 2, nó new sinh viên ở đây, sinh viên chấm nhập sinh viên chấm nhập sinh viên ứng dụng phần mềm chấm nhập trên này, bỏ hai cái này đi cho nó gọn. Debug file. Chọn. Đây mình chọn số 2. New sinh viên nhập. Chọn cha. Đúng rồi, mà sao nó hồi nãy nó chạy đi đâu ta? Mã là A, nó đi tiếp. Ừ, đúng rồi. Biết sao không? Ở đây là mình đã đổi biến, mà trên này mình không đổi gì. Hả? Mình không đổi trên Android. Đúng không? Đó, mình không đổi ở trên lấy gì mà nó ấy. Đúng không? Bởi vậy nãy chạy đúng rồi mà mình cứ tưởng sai. Là do cái câu chào này nè. Đó, câu chào này nó sai, cho nên nó sai, chứ thực ra là mình viết đúng rồi. Rồi. Được không nào? Như vậy mình đã viết được lập cho sinh viên nhập nhiều lần. Ví dụ như là số 1, sinh viên là A, điểm là 5, 6, enter. Nhập số 2, sinh viên là B,
B, Android cơ bản 8, 9, nhập số 2 tiếp. À, nhập số 2 tiếp. C, C, 8, 5, 0. Rồi, xuất ra đây. Mã sinh viên, điểm. Kịp không? Như vậy đó là trừu tượng ha. Trừu tượng tóm lại là gì? Là tại thời điểm sinh viên có rất nhiều phương thức mà chúng ta có thể viết chung. Đó là phương thức xuất, phương thức to string, phương thức xếp loại. Sinh viên nào cũng có. Mà muốn xuất thì phải có to string. Muốn có to string thì mình phải có điểm trung bình, có xếp loại. Đúng không? Mà muốn có điểm trung bình thì ở đây không có con điểm nào hết. Mình phải xây dựng phương thức điểm trung bình là trừu tượng. Kịp không? Lý do tại sao mình xây dựng trừu tượng? Tại vì mình cần, mà mình không biết nó tính làm sao. Cho nên mình xây dựng trừu tượng. Sau khi mình xây dựng trừu tượng ở sinh viên rồi, thì qua ứng dụng phần mềm, mình kế thừa từ sinh viên, thì tất nhiên nó có mã, có tên. Và mình thêm điểm Java 1, Java 2. Thêm thì hai cái hàm khởi tạo này là mình quen ở những bài trước. Được không? Đối với lại get điểm thì bây giờ có điểm chưa? Có rồi. Java 1, Java 2. Và get điểm này là đã viết từ cha rồi. Cho nên chúng ta phải dùng là annotation là override để cho nó không có tính cái phương thức của cha mà nó lấy phương thức này để nó đè lên. Và đối với ứng dụng phần mềm thì dùng là cái cách này để tính điểm. Xếp loại cần viết lại không? À không, bởi vì ứng dụng phần mềm là con của sinh viên và xếp loại là đã viết rồi. Nhập thì bản thân nhập mã và nhập tên là cha đã nhập rồi, thì con không cần nhập, cho nên gọi super.nhập. Được không? Super.nhập. Rồi scanner. Nhập điểm Java 1, nhập điểm Java 2. Đó là nhập. Như vậy hết của sinh viên ứng dụng phần mềm. Sinh viên lập trình Mobi giống như vậy. Mình khai báo điểm Android nâng cao, điểm Android cơ bản. Rồi tính điểm trung bình. Rồi nhập hai cái điểm đó vào. Khi sử dụng, đặc biệt chỗ sử dụng. Đây, chúng ta khai báo trên ArrayList là sinh viên. Nhưng xuống dưới này, chúng ta muốn sử dụng sinh viên ứng dụng phần mềm cũng được, sinh viên lập trình Mobi cũng được. Được chưa? Hay không? Đó, xài cái nào cũng được hết. Và cái đó là nó nói ở cái phần đầu á. Phần đầu của chúng ta ở đây. Lớp. Tính kế thừa. Đó, ở mấy phần đầu. Như vậy các bạn sẽ xem lại cái slide của chúng ta. Và đặc biệt có một chỗ mà các bạn thấy là cần quan tâm là chống trôi lệnh. Sử dụng netline nhập cho số để chống trôi lệnh. Được chưa? Rồi các bạn code lại giúp thầy coi đến đâu rồi. Cái đoạn từ nãy đến giờ. Rồi.